Sáng thế ký đoạn 36. Dòng dõi của Esau. Đây là dòng dõi của Esau, tức là Edom vậy. Esau cưới các vợ trong bọn con gái xứ Canaan là Ada, con gái Elon, người Hethit, Oholibama, con gái Anna, cháu ngoại của Sibeon, người Hevit, cùng Bachmat, con gái Ismael, và là em gái của Nabazot. Ada sanh Elipha cho Esau, Bachmat sanh Reuel, còn Oholibama sanh Zeus, Zalam và Cora. Ấy đó là các con trai của Esau sanh tại xứ Canaan. Esau ở tại núi Seir. Esau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà và các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã xây dựng tại xứ Canaan dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp em mình, vả vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đương kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. Vậy Esau, tức là Edom, ở trên núi Seir. Đây là dòng dõi Esau, tổ phụ dân Edom, trên núi Seir. Dòng dõi của các con Esau. Đây là tên các con trai Esau: Ada, vợ người sanh Elipha, Bachmat cũng vợ người sanh Reuel. Con trai của Elipha là Thema, Oma, Sepho, Gatham và Kena. Thimna, vợ lẽ Elipha, con trai của Esau, sanh Amalek, con cho người. Đó là cháu của Ada, vợ Esau. Còn đây là con trai của Reuel: Nahas, Serach, Sama và Mixa. Ấy là các cháu của Bachmat, cũng vợ Esau. Và mấy người này là con trai của Oholibama, vợ của Esau, con gái Anna, cháu ngoại Sibeon. Nàng sanh cho Esau Zeus, Zalam và Cora. Đây là các trưởng tộc trong vòng con cháu Esau. Các con trai Elipha, con trưởng nam của Esau, là trưởng tộc Teman, trưởng tộc Oma, trưởng tộc Sepho, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Cora, trưởng tộc Gatham và trưởng tộc Amalek. Đó là các trưởng tộc do Elipha sanh tại xứ Edom và là các cháu của Ada. Đây là các con trai của Reuel, con Esau: trưởng tộc Nahat, trưởng tộc Serach, trưởng tộc Sama và trưởng tộc Mixa. Đó là các trưởng tộc do nơi Reuel sanh ra tại xứ Edom và là các cháu của Bachmat. Đây là các con trai của Oholibama, vợ Esau: trưởng tộc Zeus, trưởng tộc Zalam và trưởng tộc Cora. Đó là mấy trưởng tộc do Oholibama, vợ Esau, con gái Anna sanh ra. Ấy là các con trai của Esau, tức là Edom, và đó là mấy trưởng tộc của họ. Các con trai của Seir. Đây là các con trai của Seir, người Horit, ở xưa ở tại xứ đó: Lothan, Soban, Sibeon, Anna, Dishon, Esse và Dishan. Đó là mấy con trai của Seir, trưởng tộc Horit, ở tại xứ Edom. Các con trai của Lothan là Hori và Heman, còn Thimna là em gái Lothan. Đây là các con trai của Soban, Anvan, Manahat, Eban, Sopho và Anam. Đây là các con trai của Sibeon, Aiza và Anna. Ấy là Anna có tìm đặng suối nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Sibeon, cha nàng. Đây là con cái của Anna: Dishon và Oholibama, con gái người. Đây là con trai của Dishon: Hemdam, Edban, Yitran và Keran.
Đây là con trai của Xe, Binhan, Savan và Akan. Đây là con trai của Disan, Usser và Aran. Còn đây là các trưởng tộc do dân Horis, trưởng tộc Lohan, trưởng tộc Soban, trưởng tộc Sibeon, trưởng tộc Ana, trưởng tộc Disom, trưởng tộc Esse và trưởng tộc Disan. Đó là các trưởng tộc của dân Horis ở tại xứ Seir, các vua xứ Edom. Trước khi dân Israel chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Edom. Bela, con trai Beo, trị vì xứ Edom, tên thành người là Dinhaba, vua Bela Băng. Zobab, con trai Serach, người Bosra, lên kế vị. Vua Zobab Băng, Husam, người xứ Theman, lên kế vị. Vua Husam Băng, Hadad, con trai Bedad, lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Madian tại đồng Moab và tên thành người là Avid. Vua Hadad Băng, Samla, người Mareka, lên kế vị. Vua Samla Băng, Sauler, người Rehoboth ở trên mé sông, lên kế vị. Vua Sauler Băng, ba anh Hanan, con trai Abbo, lên kế vị. Vua ba anh Haman Băng, Hada, lên kế vị. Tên thành người là Ba-u, vợ người là Mehetabeen, con gái của Matres, cháu ngoại Mesahab. Đây là các trưởng tộc do nơi Esau sanh ra, kể theo chi tộc, địa hẹp và tên mình. Trưởng tộc Thimna, trưởng tộc Ava, trưởng tộc Zehet, trưởng tộc Oholibama. Trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phimnon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Thenaman, trưởng tộc Mepsa, trưởng tộc Madien và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Edom, tùy theo nhà ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dân Edom là Esau.